Xin chào các anh chị và các bạn có xem cái video clip này. Thì hôm nay mình muốn nói về cái sự việc mà trên mạng xã hội về cái chết vừa qua của nghệ sĩ Chí Tài. Thì một bạn streamer là Duy Nguyễn thì bạn có những cái phát ngôn nó hơi phải nói là không có chuẩn mực về nghệ sĩ Chí Tài và vợ chú Chí Tài. Thì đó là cái sai của Duy Nguyễn. Nhưng mà sau cái sự việc đó thì có một cái đám nghệ sĩ thì kéo tới cái chỗ mà kinh doanh của Duy Nguyễn để mà đe dọa, để mà hăm dọa với một cái thái độ rất là côn đồ, với một cái hành động giống như là giang hồ. Thì mình muốn nói với lại những nghệ sĩ đó nè, Duy Nguyễn sai, nhưng mà các anh chị kéo tới cái chỗ kinh doanh của người ta để đe dọa, để khủng bố người ta là các anh chị cũng sai luôn. Ở trên đời này á, không thể lấy một cái sai để sửa một cái sai. Các anh chị là những người nghệ sĩ, sở trường của các anh chị là làm nghệ thuật, biểu diễn nghệ thuật để phục vụ cho xã hội. Chứ các anh chị không phải là giang hồ, không phải là côn đồ. Tại vì cái thế giới những người giang hồ, người ta có cái thế giới riêng của người ta. Còn các anh chị là nghệ sĩ, là diễn viên, thì cái thế giới của các anh chị là nghệ thuật. Chứ còn các anh chị mà đừng có đội lốt diễn viên nhưng mà có những cái hành động côn đồ như vậy. Hãy nói những anh chị mà comment trên cái mạng sau sự việc á, mấy anh chị mà cũng là nghệ sĩ mà đú trend theo cái sự việc đó để đe dọa Duy Nguyễn á, nói thật, nếu mà nói ra ngoài xã hội mà đánh tay đôi á, nói thật, tôi bắt kèo Duy Nguyễn. Các anh chị mà đóng phim, mà đóng vai giang hồ, người ta cũng không coi nữa. Chứ đừng nói mà ở ngoài đường, ở ngoài xã hội các anh chị đóng vai giang hồ, nhìn các anh chị nó không giống ra cái gì hết á. Chị Cát Phượng cũng vậy, nhìn chị đứng đối diện với Duy Nguyễn, nhìn chị giống như là con chó mà Chihuahua vậy đó. Còn Duy Nguyễn là giống như con Pitbull vậy đó. Mà chị Cát Phượng biết con Chihuahua, con chó Chihuahua là con chó gì không? Nhỏ xíu như hộp đậu vậy đó, như hộp tiêu vậy đó. Mà nó, con Chihuahua nó có một cái tên khác là con Taco Bell Dog đó. Cái đặc tính của Chihuahua là ồn ào lắm, hung hăng lắm. Nhưng mà người ta dậm chân xuống đất là nó kêu ré lên à, cong đuôi bỏ chạy chỗ khác à. Chị hôm đó cái nhìn chị giống như Duy Nguyễn, nhìn chị y chang của Chihuahua vậy đó. Nên các nghệ sĩ, các anh chị phải ứng xử sao cho nó đúng, là mang danh nghệ sĩ, đừng để người ta kêu các anh chị là cái loại mà sướng ca vô loài. Các hành động của các anh chị hôm đó kéo tới cái chỗ kinh doanh của Duy Nguyễn á, nó không có tạo ấn tượng gì cho ai hết á. Những người mà nghệ sĩ có những cái
cái hành xử đúng mực giống như là nghệ sĩ Việt Anh hoặc là nghệ sĩ Hữu Châu. Đó là những người mà tạo cái sự ngưỡng mộ cho cái xã hội, cho những khán giả. Chứ còn các anh chị hôm các anh chị mà kéo cái tới cái chỗ mà Duy Nguyễn á, nói thật sự các anh chị không không có giống không có giống cái không có giống cái giống gì hết á, nhìn không có giống cái giống gì hết á. Giang hồ không ra giang hồ mà hề không ra hề. You guys did not impress anyone. Thôi, hôm nay mình chỉ có cái video ngắn để nhắn cho cái đám mà nghệ sĩ lôm côm mà kéo tới cái chỗ Duy Nguyễn mà đe dọa người ta như vậy. Xin chào các anh chị và các bạn.